Bánh dẻo, người ta làm thành dẻo á. Dẻo thì nó có những mấy cái màu ánh sáng. Còn đây là một hộp sữa của mình con chưa. Mình hôm nay cũng có chút này chút của mình. Chưa hết. Đây là hai chiếc kẹo mút nha các bạn. Mình nói chung là mình sẽ ăn thử nha. Đầu tiên ăn thì mình sẽ bỏ này ra cho nó nhiễu, đây là tối chiến nó lên đó, không cho mình ôm được á. Nha, ăn vô nha. Đầu tiên ăn thì mình sẽ dịp. Bây giờ mình điểm danh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ui, 6 cái. Mình cũng biết lột cái mút rồi. Chocoba nè. Rồi, bây giờ ăn thử này nha. Ăn thử nha. Mình quay để cho anh xem mình biết, chứ anh xem mình không biết là ấy lắm á. Mình sẽ ăn hết cái này còn hơn. Còn mấy cái này thì mình để dành cho anh xem. Bố luôn.